Lão phù không có hứng thú đối với danh xưng khang phục tướng quân này, và cũng không cần. Tư đồ huynh, như vậy là ý gì? Không lẽ ông chơi chức quan đó không được cao, không được lớn? Bấy lâu lão phù nghĩ Dương gia khởi binh là phản thay phục binh, chứ không phải tự mình làm hoàng đế. Ba lang tin, ông về bẩm báo Dương gia, nếu là phản thanh phục binh, lão phù hết lòng đi theo, lão phù chết cũng không tiếc. Bằng không, lão phù chẳng thà ẩn cư sơn lâm. Tư đồ huynh, thực ra Dương gia cũng phản thanh như huynh, chẳng qua mục đích khác nhau mà thôi. Sai, năm xưa Dương gia đích thân giết chết Quý Dương, bây giờ tự đổi làm hoàng đế, thử hỏi trong thiên hạ những người trung với nhà Minh có đi theo hay không. Tư đồ huynh, bàn tốt chọn gỗ mà làm, không lẽ ông cam tâm ẩn thân ở núi Hoàng Ốc này hay sao? Tôi không cam tâm, nhưng càng lo lắng bị thiên hạ chửi rủa. Năm xưa Dương gia đưa Thanh Cẩu nhập quan, đã bị người trong thiên hạ chê trách. Nếu như bây giờ không khởi nghĩa phản thanh phục binh để đoái công chuộc tội, nếu không sẽ là một tội nhân thiên cổ, đội lớp thú, đạo bất đồng bất tương di bồn. Mời ông về trả lời Dương gia, Tư đồ Bá Lô này chỉ trung thành với nhà Minh thôi. Được, nếu là như vậy tại hạ cáo luôn. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, đây là bảy, sư phụ, đây là bảy, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Mày sao xuống? Tư đồ Bá Lôi không biết thời thế thôi, thiên hạ này trước sau gì cũng của mình Tây Dương. Chủ, có cần điểm người câm quá không? Giúp đỡ xấu đi khoan cười được không? Để ta hỏi ngươi vài câu cái đã. Ngươi không cần hỏi, ta không nói gì hết. Nè, giết ta đi. Trời đất ơi, cái bộ này không sẽ chết thiệt ta. Vì tức già, ông là người thông minh, bình Tây Dương trước sau gì cũng ngữ kỹ thiên hạ. Tôi khuyên ông nên mau chóng quy thuận. Hôm nay ông cứu tôi sẽ nói dùm ông vài lời trước mặt Dương gia. Bây giờ ngươi biểu tao thả ngươi ra, rồi ngươi tưởng ta là ai vậy? Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt thôi tức gia. Xưa nay ta không biết thức thời và cũng không cần ngươi nói. Ta hỏi ngươi, có phải bình Tây Dương chuẩn bị khởi binh không? Ông muốn biết thì cùng tôi về gặp mặt Dương gia. Tước gia, bây giờ đầu quân vẫn còn kịp. Đừng nói nhiều lời, chịu chết đi. Ê, khoan nè. Xưa nay tôi rất là sợ tối à. Hả? Quân, quân định cứu hắn à? Nhưng mà ta càng sợ tiếng xấu để lại muôn đời. Giết cái loại người này cần gì hao sức. Nè, dùng dao của tôi dồn hết sức đâm thẳng một nhát, hắn sẽ vui vẻ liền à. Bình Tây Dương vạn tuế. Đặc chỉ miễn giảm các huyện phủ sở ở Dương Châu tiền lương 3 năm, đồng thời chăm lo già trẻ lão ấu. Các quan viên liên quan phải cố gắng chấp hành, đừng phụ thánh ân vậy đó. Cam chỉ. Chúng thần tuân chỉ. Nguyện vua vạn ơi, vạn ơi, vạn vạn ơi. Các đại nhân, lúc anh em rời kinh á, hoàng thượng rất là cảm động mà nói, gần đây lợi lộc ở Dương Châu rất có vấn đề, lệnh cho tôi điều tra chỉnh đốn. Hoàng thượng đối với bá tánh ở Dương Châu yêu thương nó như vậy, phận làm nô tài là phải cố gắng hầu hạ hoàng thượng để báo đáp thánh ân. Tôi nói có đúng không? Dạ 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 đúng. Dạ. Chiêu của Tang đại ca hữu dụng thì nghe. Đám người này lo sợ còn không ngoan ngoãn cống nạp hay sao? Mọi người không cần hoảng sợ. Chuyện chỉnh đốn á, có thể từ từ mà thương lượng cũng được. Ông Duy Tước gia, nghe đạo đại đại nhân nói Tước gia rất thích thiền tứ tự, có phải vậy không? Tuy chức dự định là mời Tước gia luôn tiện bàn chuyện liên quan đến chỉnh đốn đó mà. Ê, tên này là Ngô Chi Vinh mà. Chà, lên chức tri phủ rồi ha. Nhưng mà vận may của người đã kết thúc rồi, để ta bắt gặp
Mai mốt ta nhất định bắt ngươi đến gặp mợ ba Trang Gia. Không biết ý của tước gia thế nào à? Được, ý kiến hay. Cứ như vậy đi, thì thiền trí tự đi. Tên kia đứng lại. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Đợi tôi chơi. Đứng lại thằng nhỏ kia. Chạy đi, đợi tôi chơi. Nè thằng nhỏ kia đứng lại, còn chạy nữa hả? Đứng lại đi thằng nhỏ kia, dám trộm qua hả? Ơ, nhanh lên, nhanh lên. Nè, nè, nè. Đứng lại đi thằng nhỏ kia. Nè, đứa qua đó là của Tiểu Bảo Hái mà. Ông nội mày cần nói là anh em nữa. Người mới chính là kẻ hái qua. Người hư lắm, qua này cũng dám hái sao? Cái gì? Đi đi. Địch ngộng quá, không biết có mẹ dạy không nữa, thiệt tình. Hôm nay Tiểu Bảo xin thề, một ngày nào đó ta sẽ dỡ nóc chùa và thượng thúi của người, nhỏ hết các quà của người bỏ vô hầm xí. Chết đi. Chết đi nè. Hôm nay mình tới là để thực hiện lời thề của mình năm xưa. Di tước gia, đây là thiền trí tự. Rốt cuộc tôi cũng đã hoàn thành được tâm nguyện. Ngươi đại nhân à, nghe nói đây là hoa thượng dược phải không? Dạ phải tước gia. Đám hòa thượng rảnh rỗi quá, không đi tụng kinh niệm Phật mà sao trồng hoa đây vậy? Hả? Chị kìa. À, tôi hiểu rồi. Chắc là cái đám hòa thượng dùng để làm trai siêu độ chứ gì phải không? Tước gia, cầu kiến, cầu kiến. Mình phải tìm cách nhổ hết đám hoa chết tiệt này để cho ngươi khỏi phải làm phách nữa. Này Dương tướng quân à, hình như tôi nghe ông nói đám ngựa ăn hoa thực dược sẽ hết sức hùng tráng phải không? Phải không? Phải không? Hoàng thượng nói á, tất cả loài ngựa, bất kể là ngựa Tây Vực, ngựa Mông Cổ, thốn mã, điền mã đều phải nuôi dưỡng kỹ lưỡng, phải không? Đúng vậy Di tước gia. Mà nếu hoàng thượng yêu ngựa như vậy, chúng ta là nô tài, dĩ nhiên phải chiều theo thánh ý chứ phải không? Rồi chúng ta đào hết cái đám thực dược này lên giao cho binh bộ câu giá nuôi ngựa đó. Thì sau khi hoàng thượng biết được, nhất định rất vui lòng phải không? Tước gia đúng là học thức uyên bác à. Rễ của thực dược á, còn gọi là thực xích. Bổn tổ Quan Mộc nói công dụng của nó có thể tan bầm hoạt huyết. Ngài nói khi ngựa ăn vào tự động huyết mạch sẽ thông suốt, sông phi thiên lý. Tôi chứ nhất định nhổ hết bọn chúng lên để tước gia mang về kinh thành cho ngựa ăn.